bỏ quy định đăng kiểm ô tô phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Từ ngày 1 tháng 10, các chủ xe đi đăng kiểm ô tô sẽ không cần phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như trước đây. Đây là điểm mới được quy định tại thông tư số 16 năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Cụ thể, các chủ xe khi làm thủ tục kiểm định phương tiện, kể cả lần đầu và định kỳ tại các trung tâm đăng kiểm, không còn phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe còn hiệu lực như hiện nay. Theo đó, giấy tờ và thủ tục đăng kiểm xe được chia thành hai loại, gồm đăng kiểm lần đầu và định kỳ. Khi đăng kiểm lần đầu, thủ tục gồm có xuất trình giấy đăng ký xe, bản chính hoặc giấy hẹn đăng ký được cấp bởi phòng cảnh sát giao thông hoặc bản chính đang thế chấp của tổ chức tín dụng, ngân hàng. Tiếp đó là bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe sản xuất lắp ráp trong nước, trừ xe cơ giới thanh lý, nộp bản chính chứng nhận kiểm định cải tạo đối với trường hợp xe hoán cải. Khi đăng kiểm định kỳ, chủ xe chỉ phải xuất trình giấy đăng ký xe, bản chính, giấy biên nhận thế chấp bản chính tại tổ chức tín dụng hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe với trường hợp xe sang tên đội chủ. Như vậy là điểm khác biệt cơ bản trong đăng kiểm xe ô tô theo thông tư 16 2021 với thông tư cũ là 70 2015 là bỏ kiểm tra bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Tuy nhiên đây vẫn là giấy tờ bắt buộc để xe lưu hành hợp lệ trên đường. Ngoài ra trong thông tư mới 16 2021 còn có một số điểm thay đổi. Đầu tiên quy định mẫu tem kiểm định mới để phân biệt giữa ô tô kinh doanh vận tải và ô tô không kinh doanh vận tải theo yêu cầu của nghị định số 10 năm 2020 của chính phủ. Bên cạnh đó tăng chu kỳ kiểm định đối với ô tô chở người kinh doanh vận tải theo quy định mới, xe đăng kiểm lần đầu từ 18 tháng sẽ tăng lên 24 tháng, với định kỳ là 6 tháng tăng lên 12 tháng.